Đó, trời buổi sáng rất là tinh khôi. Đây là cần thủ chuẩn bị xuống cần. Câu ao nào đâu? Ủa đây không có nhái đó. Dục mẹ rồi đi. Có được không? Cho thủ. Chú chướng hả ta? Mùa này là mùa chướng nha, cá rất là sung. Chuẩn bị xỏ nhái rồi. Xét xanh quá. Có trứng không? Ra ngoài rồi, chưa đẻ không? Đi nữa nó còn ẩu. Má đóng hết ga luôn rồi. Xém bằng vơ thơ rồi nha. Đi vô, đi vô mặt mày. Cưng câu trời dính anh mừng chết rồi mà anh câu có con cái cưng vậy hả thơ? Cưng câu dính anh còn vui nữa. Thì chứ bảo trong lòng anh vui lắm. Gì? Anh không tốt với cái ngày tốt. Để nó vậy thôi. Mẹ dướng gì trời. Lên 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 lên. Cái này lên thiệt kìa. Trời ơi con cá. Nó bự. Đúng rồi. Thấy cái mai không? Thấy, nè. Nó cái nó nhỏ. Nhưng mẹ có lên hàng được rồi. Ồ. Nữa rồi, trời ơi. Trời ơi. Cái cao cưng luôn rồi.
Đúng không? Rồi, lên. Rồi con này bự nè. Quá con bự thơ. Đu. Rồi quá. Ugo. Ugo ugo. Chết chứ. Rồi. À, anh thấy táo cái bụp luôn hả? Mép mép. Gì? À, ba con là mình không có cái nào nghe các bạn. Nó nghe táp bụp đá ghê. Xuống bảy. Đâu rồi coi đây. Mấy con này? Các bạn nhớ đăng ký kênh để tôi dẫn đi câu nghe. Không đăng ký không dẫn. Lên. Quất. Mày hả bởi. Đâu. Lên hàng nữa nha các bạn. Nó nóng mà dữ lắm nha. Nó coi bữa. Nó có lấy. À, chuẩn bị về nghe, nãy câu được mấy con, giờ mấy anh em phóng xanh bớt. Rồi chọn chứ đi. Ừ, rồi còn hai con nữa. Không 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 phóng xanh ao ao lạ đang câu. Đó thôi thôi ông nội ông nội. Không có Hugo ta. Phóng xanh ao lạ đang có câu hả? Rồi có nghe. Hai con còn con nữa. Con này luôn à? Rồi. Hai con. À, để đâu của cưng luôn, đem nó để ngoài trống nè. Mẹ nháy nháy nó vậy, nó chảy ra hết. Đây, Hugo không? Muốn làm gì hết trời. Thôi, bye bye chỗ câu em, chúng chuẩn bị về. À, thành quả của mấy anh em là được 1, 2, 3, 4, 5, 7 con. Nhưng mà phóng xanh đó 2 con rồi. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ Đại Ngáo nha. Chúc các bạn online thật vui vẻ. Bye bye. Rồi chào mọi người.